khắc phục cảm giác cô đơn. Dân, làm sao câu thông được với sư phụ bên trong? Chúng con có những người hãy còn thấy cô đơn, trống trải. Có phải vì chúng con chưa có một sự câu thông sâu đậm với sư phụ bên trong mà luôn luôn là người bạn tốt nhất của mình? Sư phụ, không, không phải. Mình có câu thông. Có. Nhưng đôi khi thế giới này áp đảo mình quá với những sinh hoạt, những cám dỗ, những điều phủ định làm cho mình cảm thấy như không có câu thông với chân như của mình. Vì vậy mà mỗi ngày mình phải ngồi thiền để củng cố sự câu thông đó. Không phải một đêm mà được. Có người phải cần nhiều năm tu hành mới được. Điều trớ trêu là càng biết nhiều người, chúng ta càng cô đơn. Nếu sống một mình chỗ nào đó, sau một hồi chúng ta sẽ thấy không cô đơn như vậy nữa. Nhưng chúng ta phải sống trong thành thị hoặc trong môi trường đông đúc, dân số cao và chúng ta quen biết nhiều người. Và đôi khi người khác làm mình bực tức, chán nản, buồn bã, đau lòng. Những chuyện này làm chúng ta càng thấy cô đơn. Nếu như mình hướng nội, tập trung vào chính mình nhiều hơn, vào công việc mình đang làm từng giờ từng phút trong đời, thì chúng ta sẽ không thấy cô đơn lắm. Chỉ vì mình kỳ vọng điều gì đó ở người khác, rồi người ta làm mình thất vọng, hoặc đôi khi làm mình đau lòng. Vì vậy mà chúng ta cảm thấy cô đơn. Đây chỉ là đẳng cấp tình cảm thôi, đừng trộn lẫn trạng thái tình cảm với đẳng cấp tu hành. Tuy nhiên, càng lên cao quý vị càng bớt cô đơn, với điều kiện là quý vị bỏ được sự kỳ vọng nơi người khác, nếu không quý vị sẽ luôn cô đơn. Nếu quý vị kỳ vọng điều gì nơi người khác và nhìn những người chung quanh, thay vì cố gắng sống tự lập, thay vì hướng vào bên trong, thì quý vị sẽ cô đơn. Cho nên hãy cố gắng là chính mình, cố gắng hướng nội, cố gắng trụ tâm ở bên trong. Cố gắng tránh lệ thuộc vào sự giúp đỡ hoặc sự phán đoán, kỳ vọng của người khác, hoặc là sự kỳ vọng của mình về người khác, thì quý vị sẽ không cảm thấy cô đơn chút nào cả. Đôi khi mình quen biết nhiều người, có nhiều bạn, nhưng họ khiến mình cảm thấy rất cô đơn. Thật trớ trêu, nhưng nó là như vậy đó. Dẫn. Bởi thế, nhiều người mới muốn đi vô hang động sống hay đi xuất gia để họ không cô đơn nữa, phải không ạ? Sư phụ, phải, phải. Nhưng rồi thói quen lại đưa mình trở về thành thị. Rồi chúng ta lại tiếp tục lệ thuộc vào người khác để cảm thấy hạnh phúc, để có bạn. Đó là quan niệm sai lầm. Nhưng đó chỉ là thói quen thôi, không sao đâu. Chỉ là thói quen của đầu óc. Là mình lúc nào cũng phải có người khác xung quanh, không thể ở một mình được. Cho nên chúng ta phải trả giá để có người ở với mình, trả giá để có bạn. Trên đời này bất cứ gì, không chỉ những thứ vật chất, ngay cả những thứ không phải là vật chất, như là tình bạn và tình cảm giữa con người với nhau, đôi khi lại mang đến hậu quả trái ngược, như là cảm giác cô đơn, bực bội, buồn phiền. Đó là cái giá mình phải trả để có bạn, có ý kiến của người khác, vân vân. Cho nên mình nhận lấy cả hai, nếu không thì đừng có bạn, hoặc đừng có người nào ở xung quanh. Nếu có thể chịu được như vậy thì tốt, nếu không được thì biết rằng cái gì cũng có âm có dương hết, hiểu không? Cố gắng trụ tâm ở bên trong, cố gắng tránh lệ thuộc vào sự giúp đỡ hoặc sự phán đoán và kỳ vọng của người khác, hay là sự kỳ vọng của chính mình đối với kẻ khác. Rồi quý vị sẽ không thấy cô đơn chút nào cả. Chấp nhận chính mình, đó là một phước báo. Tại sao quý vị phải nghiêm khắc với bản thân quá vậy? Sao biết người khác tốt hơn mình? Thậm chí sao quý vị biết tôi giỏi hơn quý vị? Tôi không hay hơn người nào cả, mà tôi chỉ chấp nhận chính tôi, chỉ cảm thấy rằng tôi tốt. Bởi vì nếu Thượng Đế không cảm thấy bằng lòng về tôi, Ngài đã không sinh ra tôi như thế này. Ngài làm thế nào tôi cũng ok. Tôi là sao, tôi cũng thấy được. Cho nên hãy cảm thấy như vậy về bản thân hoặc về bất cứ người nào. Dĩ nhiên chúng ta có những cái gì đó mà mình cảm thấy không ưa. Thế nhưng chúng ta là ai
mà có thể phán xét chính mình. Thượng đế bảo chớ phán đoán, không phải chỉ có nghĩa là đừng xét đoán kẻ khác, mà còn có nghĩa là đừng xét đoán bản thân. Hãy cố gắng hết sức làm những gì khiến quý vị cảm thấy thoải mái. Những gì thay đổi được, nếu nó làm cho quý vị cảm thấy dễ chịu thì thay đổi. Nếu thay đổi mà không làm mình cảm thấy dễ chịu, thì dù bao nhiêu người nói cũng đừng thay đổi. Nếu không thể thay đổi được thì đừng thay đổi, dù biết rằng điều đó tốt. Hãy tha thứ cho mình và vui hưởng. Vui hưởng những gì mà quý vị có. Và ráng đừng để ý càng nhiều càng tốt tới những khuyết điểm của bản thân mà quý vị cảm thấy không ưa. Xét cho cùng, Thượng Đế sinh chúng ta ra đủ mọi màu da, đủ mọi cá tính để chúng ta có thể sống một cuộc đời tràn đầy màu sắc. Cho nên hãy chấp nhận chính mình. Chấp nhận những khuyết điểm của bản thân, không cần phải hoàn hảo. Chúng ta không nên quá khắt khe với chính mình, bởi vì như vậy tức là chúng ta khắt khe với Thượng Đế. Chúng ta trách Ngài sinh chúng ta ra như vậy, trách Ngài đặt chúng ta vào hoàn cảnh khiến chúng ta học hỏi những thói quen xấu, trách Ngài không giúp chúng ta cải biến những thói quen ấy, trách Ngài về sự không hoàn hảo mà chúng ta nghĩ Ngài đã tạo nên. Thành ra đừng lo chuyện đó. Nếu Ngài vui với quý vị thì quý vị cũng nên vui với chính mình. Thật tình chúng ta không có sao cả. Quý vị tu chỉ để chấp nhận chính mình, chỉ để cuối cùng biết rằng quý vị là Thượng Đế, hoặc để từ từ nhận thức rằng quý vị hoàn mỹ về mọi mặt. Giống như hạt cát hoàn mỹ về mọi mặt, quý vị lại càng hoàn mỹ nhiều hơn thế. Đừng lo lắng nhiều về mọi việc mình làm, bởi vì bây giờ dầu sao quý vị cũng biết cái gì đúng, cái gì sai, và quý vị cố hết sức, mọi người biết. Toàn thể vũ trụ biết quý vị đang cố gắng hết mình, nếu không quý vị đã không có mặt ở đây. Quý vị đã không đau khổ bởi những cái kêu bằng khiếm khuyết của bản thân. Mọi người biết, thành ra không có sao, hãy chấp nhận, bởi vì dầu gì đi nữa, quý vị cũng đã là hoàn mỹ. Người nào dám phán xét quý vị? Hãy để kẻ không có tội ném viên đá đầu tiên. Tôi không phải là người ném viên đá đó. Nhắc nhở lẫn nhau, phải vui vẻ. Tại sao chúng ta phải vui vẻ, sạch sẽ và tinh khiết? Thứ nhất là để bảo vệ bản thân. Thứ hai là vì muốn bảo vệ người khác. Bởi nếu hôm nay quý vị truyền cho người này, ngày hôm sau anh ta sẽ truyền lại cho quý vị. Cứ như vậy, và rồi đoàn thể chúng ta sẽ không sao rửa sạch nghiệp chướng. Cho nên sau này quý vị đến đạo tràng, bất luận tâm trạng gì xấu, cũng vứt ở thùng rác bên ngoài. Có rất nhiều rác ở ngoài đó. Nếu muốn, đợi một lát có thể mang về. Không ai muốn lấy rác rưới của quý vị cả. Có không? Đâu có người nào ngu như vậy, trừ phi người đó bị mắc bệnh bất thường. Chúng ta nên nhắc nhở lẫn nhau phải vui vẻ. Chúng ta quyết định sống vui vẻ, chỉ vậy thôi. Mỗi lần đến trước cửa đạo tràng là phải tự nhắc mình cười lên. Không phải cười lớn tiếng, như vậy sẽ ảnh hưởng chuồng gà kế bên. Chúng sẽ không đẻ được trứng. Chỉ cần mang bộ mặt vui tươi, nụ cười bí ẩn, âm thầm và xinh đẹp, giống như sư phụ vậy. Răng lộ ra không sao, miễn đừng cười lớn tiếng là được. Phải bảo mình cười, nếu không vô trong phòng tắm soi gương mà cười, cho đến khi nào có thể cười thật ngọt ngào, thật đẹp, thật sung sướng mới đi ra. Nếu không thì cứ đứng ở trong đó tập. Tập bao lâu à? Đến khi nào người bên cạnh nói được mới ra ngoài. Một cách nữa là mang theo một cây thước để đo bề rộng của nụ cười quý vị xem thế nào là tốt. Sư phụ cũng không thể nêu ra một tiêu chuẩn, bởi vì miệng mọi người khác nhau. Tự đặt tiêu chuẩn cho chính mình là được. Mỗi khi chúng ta cảm thấy buồn bực, ráng nhắc nhở lẫn nhau. Nếu mỗi ngày chúng ta có thể làm như vậy được thì tốt biết bao. Nhưng có khi cũng quên, cho nên chúng ta bắt đầu từ đạo tràng. Hễ vô cửa là cười liền. Nói với liên lạc viên để một pho tượng Phật Di Lặc tươi cười tại mỗi đạo tràng. Cho nên quý vị thấy là mỗi ngôi chùa đều có Phật Di Lặc. Là muốn nhắc nhở mọi người phải cười, nhưng lâu rồi họ quên.
Bây giờ hễ nhìn thấy Phật Di Lặc là họ khóc, là quỳ xuống lại và đổ ra những vấn đề của họ, rồi Phật Di Lặc cũng không cười nổi nữa. Do đó mà bụng Phật Di Lặc mới càng ngày càng lớn, bởi vì Ngài phải nuốt phiền não của chúng sanh. Vậy chúng ta đừng biến mọi người thành Phật Di Lặc. Mỗi lần đến đạo tràng là bỏ hết rác rưởi ở bên ngoài, rồi tươi cười. Đôi khi chúng ta phải ép mình cười, rất có ích, bởi vì tế bào của chúng ta rất hưởng ứng, chúng chỉ nghe theo chỉ thị bằng dấu hiệu mà thôi. Khi tế bào ở miệng cười, thì tế bào bên trong thân thể sẽ cười theo. Nếu có kính hiển vi, quý vị có thể nhìn thấy các tế bào cười sung sướng. Lúc đó tinh thần của quý vị sẽ cải thiện và tâm trạng cũng sẽ vui lên. Quý vị hãy thử phương pháp này rồi tuần sau gặp lại, nếu tuần sau còn có thể cười được. Bán của cải sở hữu, mua nhà nhỏ hơn. Hãy bán của cải sở hữu nếu cần, nếu quý vị có quá nhiều. Nếu có nhà rộng thì mua nhà nhỏ hơn, để nhà rộng cho ai đó họ cần. Quý vị có một hoặc hai người không cần 4 5 phòng ngủ chẳng hạn vậy. Một cặp vợ chồng chỉ hai người, không con cái hay gì hết thì một phòng ngủ, hai phòng tắm là tuyệt rồi. Thật đó, quý vị sẽ sung sướng bởi vì không phải mất nhiều thời gian dọn dẹp và bận tâm về những kệ tủ bám bụi và sàn nhà dơ bẩn, đủ thứ cả. Sung sướng vô cùng có được một căn nhà nhỏ và ít của cải hơn sẽ rất vui. Nhà càng rộng, quý vị càng cảm thấy lạnh lẽo, cho dù thời tiết nóng ấm. Thậm chí khi tôi ở trong động, mỗi bề 2 mét và thêm 1 mét bên ngoài, mấy chú chó và thôi thấy vui. Một khu vườn nhỏ phía trước, thật sự chúng tôi rất vui. Hồi tôi có gia đình, chúng tôi sống trong nhà nhỏ. Bao nhiêu phòng nhỉ? Một phòng ngủ, một phòng làm việc và một phòng khách, dĩ nhiên có nhà bếp. Cỡ đó là nhỏ so với tiêu chuẩn của nước Đức, nhưng rất tốt, đủ rộng rồi. Bây giờ tôi thật sự thích nhà nhỏ hơn, nếu có thể được. Lo cho hiện tại. Vấn: Thưa sư phụ, làm thế nào để nhớ lại tiền kiếp để mình có thể rút tỉa những kiến thức đã học được từ trước? Sư phụ: Không, không. Học hỏi từ hiện tại là đủ rồi. Tại vì trong kiếp sống hiện tại chúng ta còn học chưa hết. Tiền kiếp đã qua rồi và Thượng Đế đã kéo một bức màn giữa quá khứ và hiện tại. Như vậy là tốt cho chúng ta. Cho nên không phải lúc nào cũng cần phải tìm hiểu về quá khứ. Nếu chúng ta biết quá nhiều về quá khứ mà không có đủ lực lượng để khống chế hay để cải thiện nó cho hiện tại, thì chúng ta sẽ gặp phiền phức. Đó là vì sao đôi khi có người bị rơi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Hoặc nếu biết quá nhiều về quá khứ, họ sẽ khổ sở khi sống trong hiện tại. Giả sử quý vị biết được trong tiền kiếp quý vị là hoàng đế của một quốc gia nào đó, và bây giờ quý vị đang lái xe taxi, quý vị có thích không? Hoặc giả thử quý vị biết được kiếp trước quý vị và vợ của quý vị đã chém giết lẫn nhau, bây giờ mỗi lần nhìn thấy vợ mình, quý vị có sợ không? Nếu đời trước bà ấy giết quý vị, bây giờ quý vị có thể thương yêu bà ấy được nữa không? Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự hòa thuận trong gia đình, trong tình cảm cá nhân, cũng như hạnh phúc của quý vị, có phải vậy không? Cho nên chúng ta không cần biết về quá khứ, chúng ta lo cho hiện tại và tương lai sẽ đến một cách đẹp đẽ. Hãy thiền quán tự ngã hoặc chọn một pháp môn mà quý vị thích. Nhưng sư phụ chỉ khuyên tu pháp môn quán âm, bởi vì sau khi tu qua nhiều pháp môn, sư phụ biết rằng đây là một pháp môn tốt nhất, cao đẳng nhất, nhanh nhất, an toàn nhất. Cho nên chúng tôi cống hiến quý vị trong trường hợp quý vị muốn có thêm kiến thức trong hiện tại và cho tương lai. Và quá khứ sẽ tự nó giải quyết. Quá khứ đã qua rồi, chúng ta có thể quên nó đi. Bí quyết thành công. Có khi chúng ta vì quá lo lắng vấn đề gì đó mà quên không tọa thiền. Lần sau hãy ráng nhớ. Nếu chúng ta thật sự muốn giải quyết vấn đề hay ra khỏi vấn đề, chúng ta ngồi thiền, rồi lực lượng nguyên thủy sẽ giúp sức cho chúng ta.
Đột nhiên chúng ta biết được phải làm gì và phải giải quyết vấn đề bằng cách nào, hoặc ít ra cũng quên đi và cảm thấy khác. Đột nhiên chúng ta cảm thấy không có vấn đề gì cả. Còn trước khi thiền chúng ta thấy, ồ, vấn đề đè nặng lên chúng ta, hoặc gây áp lực cho chúng ta, rất khó chịu. Hoặc đôi lúc trước kia, nếu không thiền chúng ta suy nghĩ là muốn giải quyết vấn đề bằng cách nào đó. Nhưng sau khi thiền, chúng ta cảm thấy rõ ràng là làm vậy không hay, phải đổi sang cách khác. Đó là bí quyết thành công. Bí quyết thành công là không luôn nghĩ tới vấn đề mà là quên nó. Rồi bỗng nhiên mọi việc sẽ trở nên rõ ràng. Bởi vì càng đào sâu vào vấn đề, chúng ta càng hiểu ít hơn. Bí quyết của đời sống hạnh phúc. Nhấn. Bí quyết của một đời sống hạnh phúc, điều này đối với Ngài thật ra là nghĩa gì? Con nghĩ rằng bí quyết duy nhất để có một cuộc đời hạnh phúc là dựa vào chính mình và sống cuộc đời theo cách mình muốn. Sư phụ, không phải là sống theo cách chúng ta muốn sẽ mang lại hạnh phúc. Điều này thường sẽ mang đến tai họa. Nếu chúng ta sống đúng cách thì chúng ta sẽ được tự do. Và rồi dĩ nhiên chúng ta sẽ hạnh phúc. Việc gì cũng có những sự xét đoán và phương cách nhất định. Thí dụ mình nói, tôi có chiếc xe, tôi có thể lái bất cứ đâu tôi muốn. Như vậy sẽ mang lại phiền phức. Nhưng nếu chúng ta lái đúng đường, với sự chú ý đúng đắn, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ đến nơi rất nhanh. Nếu chúng ta chạy cùng khắp mọi nơi, chúng ta sẽ đem rắc rối đến cho mình, cho dù chúng ta gọi đó là tự do. Tự do mà không có trật tự sẽ mang đến tai họa. Và cách thức mà nhiều người sống đem lại cho họ khổ đau, như quý vị thấy chung quanh mình. Cho nên có một phương cách nhất định để sống cuộc đời mình là có thể đạt được hạnh phúc thật sự và lâu dài. Đó là nếp sống của Bậc Đại Trượng Phu, của Thánh Nhân. Là việc thuận theo sự hòa hợp của vũ trụ, chứ không theo sự chỉ thị của đầu óc hiếu động. Bí pháp để được linh hoạt và vui vẻ. Lực lượng tỉnh thức nội tại. Nếu 72 tiếng đồng hồ mà không ngủ thì chúng ta sẽ thấy mình thay đổi rất nhiều. Chúng ta rất khó tập trung tư tưởng, khó hành động một cách linh hoạt, không thể hiện được sự thông minh và chúng ta cảm thấy khờ khạo và ngu đần. Chúng ta phản ứng rất chậm chạp đến nỗi không thích ứng kịp thời. Chúng ta không biết phản ứng ra sao. Có một người đệ tử nọ thấy sư phụ của anh có lúc mấy ngày liền không ngủ. Anh thấy các vị sư phụ khác cũng tương tự như thế, hoặc nếu có ngủ thì cũng rất ít. Bởi các vị chân sư đã hợp nhất với lực lượng tỉnh thức bên trong, họ đã câu thông rồi nên không cần ngủ. Có khi công việc sư phụ bận rộn, những người thị giả ở bên cạnh mệt mỏi mà sư phụ không biết. Họ ngồi đó ngủ gật mà sư phụ cũng không hay. Họ xin phép đi bế quan sư phụ cũng không biết lý do tại sao. Theo sư phụ mấy ngày, đã muốn đi bế quan rồi, bởi vì chịu không nổi nữa. Lúc đó sư phụ không hiểu. Bây giờ đọc cuốn sách này mới biết. Sau này nếu quý vị muốn bế quan đi ngủ, có thể nhắc cho sư phụ biết. Các vị chân sư có thể làm việc 24 tiếng đồng hồ mà không sao cả. Ngủ 3-4 tiếng đồng hồ đối với họ là đủ rồi. Nếu hoàn cảnh đòi hỏi, họ không ngủ cũng không sao. Cách để sống vui vẻ. Có những người tu hành rất mãn nguyện, sung sướng, tự tại, bởi vì bên trong của họ không bị vướng ở một chỗ nào. Họ chân thật, ngây thơ, không có cảm giác đè nén, không bị áp lực. Cho nên họ không cần ngủ nhiều, mà vẫn rất thư giãn và linh hoạt. Đúng là như thế. Quý vị có nhớ lúc chúng ta vui vẻ, hạnh phúc, không cần biết vì lý do gì, không cần biết là chúng ta đang ở với bạn bè, chồng vợ hoặc con cái, chúng ta có thể vui vẻ trò chuyện suốt đêm. Dù chỉ ngủ 1-2 tiếng thôi, chúng ta vẫn cảm thấy đầy sinh lực. Nhưng khi chúng ta buồn bã, có mặc cảm tội lỗi hoặc khi nghiệp chướng tới, chúng ta có thể ngủ bao nhiêu cũng cảm thấy rất bứt rứt, mệt mỏi. Cho nên sáng hôm nay sư phụ mới bảo quý vị, hãy thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng. Trích lời sư phụ khai thị từ các bản tin
và các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.